bị bằng smoke nhưng cũng chỉ kịp làm một thôi. Personally hy vọng cuối cùng đến trong tình huống này. Ôi, một quả bom nó không bay tới, nó không đổ tới phía trên Spy, nhưng Spy thì là trúng bớt tới luôn. Và đó vẫn là chiến thắng DX. Tower đang được kiểm soát bởi anh chàng Live, cũng sẽ gặp khó khăn mà thôi. Nhưng vào sai bắn cô cho mình double kill. Cổ khi Marco đã xuất hiện ở đây rồi. Và Live thoát được tìm cho mình cái ultimate, nhưng anh đã đổi được map của Abi rồi. Một bàn chơi rất chi trá đến từ Live, một góc nhỏ mà khi dùng Tuấn Phong vẫn thể né được, nhưng bây giờ thì đã phải nằm xuống, những chừng đó có vẻ như đã làm quá đủ rồi. Hai người ở trong tình trạng một viên là nằm, thì liệu có qua được Marco hay không đây? Một người nằm xuống, triple kill cho Marco. Tường đẩy vào, Foxy tiến vào trong sai, nhưng Ichen đã hạ gục anh ta rồi. Double kill cho Ichen, thậm chí có thể là triple. Anh ta đang muốn lắc ra, nhưng Abi mới là người có mặt của bạn. Triple kill cho Ichen, quạt kill cho anh chàng này. Vẫn đang bò và trườn, sắp sửa được mặt Ichen rồi. Đó là một pha nhá xẻo, Chen lui về được. Sẽ là một pha kẹp sắp rồi, một mồm đến từ cái tên Burst, nhưng vẫn còn hai mà phải làm ăn flash thì vẫn làm được hai. Tổng 3 từ tên Burst rồi, liệu có phải là một cú tấn công với đó là quạt kill hay không? Burst bị khép góc và làm được và bắn bom rất xinh đến từ cái tên Burst. Một pha clash, một cân bà, và đó là quạt kill cho Burst trong trận thi đấu vừa rồi. Anh chàng mong kết liễu. Như vậy thì vào bóng ra có vẻ rất là hợp lý ư? Không được rồi, Foxy đã là người đi na đi cái mạng của anh chàng mong, còn lại là quá ít. Nhưng ở A thì vẫn đang còn Foxy9, một quái vật khó chế ngự DRX. Có lẽ sẽ là món quà dành cho Foxy9 thôi. Mạng thứ 3, thứ 4 và đừng bảo với tôi là A luôn nha. 11 giây trông khá giống là A đến từ Foxy9 khi mà bắt điều mọc quá vào đây rồi. Nhìn đây, nhưng không phải là A cho Foxy9, thì chiến thắng thì vẫn tới dành cho DRX. Vẫn muốn đẩy ra Foxy có một là của anh ta gần như là ngay lập tức. Mong kết thúc thì vẫn thành công, và giờ là Mong với triple kill cho riêng mình. Foxy9 kề như này, bước thêm 2 bước nữa thôi là gãy chân. Nào, bước với chúng tôi này và đó là sầu. Nhưng giờ thì Foxy9 đang thực sự là bất tử ở trong A. Đối phương bị săn và đó là một bảng dành cho Foxy9. Anh ta phải đoán, bây giờ phải đặt cược vào một góc bắn duy nhất rồi. Đã nhìn thấy đầu súng, một bàn Vimis vào lên quad kill. Và thôi, đó không phải là một tình huống ace. Ở rất gần rồi. Vimis cần cẩn thận phải đánh A khi có Pustio. Thảm binh là quá tốt, cần phải có bạn thứ hai. Và anh ta đã làm được điều đó. Giảm cầm được kích hoạt và Bustio tiếp tục đẩy ra, không nề hà gì đối phương cả. Cái quát kill quá tuyệt vời và cuối cùng là một pha ace đến từ Bustio. Đó là ace bằng nano swap. Ethan sẽ là người kê và vị trí của Jorgemo là người gỡ, chấp luôn cả một cái bẫy độc. Anh ta gỡ rất lì, Atacaptan không thể ngờ tới điều này. Một quyết định thật sự là điên rồ đến từ Jorgemo. Chạy, Bustio thì sao đây? Bustio đang gặp khó, Bustio làm đôi. Rất điên rồ đến từ Bustio. Triple kill dành cho Bustio. Và quad kill không có. Cuối cùng thì nó đã đến với cái nano swam vừa rồi. Đang là đội tuyển thua người, và những cái hiệu ứng bất lợi của họ cần phải tận dụng một cách triệt để. Double kill, triple kill cho vị trí Bustio. Quan trọng là họ không có thông tin ở B-Main, nhưng bây giờ thì càng biết một người ở khu vực sen, đó là Seta nằm xuống. Một người vẫn ở A-Main, đó là Sayam Player chỉ kịp rồi là một mình cái tên Mankin mà thôi. Một vét 4 là quá sức và triple kill thuộc về càng, nhưng quan trọng rằng đối phương ở ngay sau lưng Chi Chu ơi. Mankin đổi 1, double kill, triple kill ra cho Mankin. Không sao là càng bắt được vị trí KP trước đó vẫn kịp đổi bạn Nobody. Chi Chu đổi 1, triple kill thuộc về Sayam Player. Tốc kỳ lên tiếng thì đây là cái quad kill thuộc về Saya. Bản đồ Postman đẩy vào, Nobody và Hao Đông đang cố gắng làm điều gì đó, nhưng Cam cũng là hàng của Hao Đông rồi. Bắn vào đó là một cái bắn chuyên đời đến từ Cam. Và bây giờ sẽ là một đếm ra, đẩy ra và đó là quad kill đến từ vị trí của Cam. Và chúng ta có thể thấy rằng vẫn chưa có thêm thương vong thì Cam đã bắt lại được bàn rồi. Zeta đổi mạng từ Monkey, KP có một vị trí đẹp, 2v2, double kill, triple kill dành cho KP. Hào Đồng đối đầu với Zeta và đây là cuộc đối đầu với Zeta giành chiến thắng. Hero Macho và có vẻ như sẽ có một kiểu đấu ở đây và càng tự tin là có khi càng muốn bỏ vào luôn và đây là double. Bây giờ sẽ là những bắn công tâm rất nhanh của khẩu súng này mà thôi. Và đó là mạng thứ 3, mạng thứ 4 rồi. 3v3. Đây sẽ là một cái dư chấn rất đẹp để Saya Player có 1, có 2 đến từ Saya và chỉ còn là một mình tên Smoky. Smoky vẫn là nhấp nhá, cực kỳ khó chịu và trái phát này giúp cho Smoky có được tầm nhìn nhưng mà quát kill dành cho Saya Player. Sai lầm đến với Mankin. Đây là một bóng sai mà hai ED kèm chấm cùng với nhau và bây giờ thì Saya Player 2 cũng đâu có đi rồi. một tiếng Fisco rất nhanh, Smoky đổi 1, đổi 2, Smoky đổi 3. Đầu của các thành viên về phía T1, T1 thể hiện như thế nào đây? Một bất ngờ quá lớn và xa nhà player không thể đoán ra điều này. Một tổ ốp trong đoàn thi đấu bonus này, double kill dành cho Càng Càng. Đối phương đã vào sai nhưng đây là Càng Càng với cái triple kill. Hoàn toàn có thể là A, 4 mạng rồi, A đâu? Ra đây nhưng không, Chi Chu chất đào cái A của Càng Càng. Một ra đi đấu mà một tay Càng Càng mang về. Và bây giờ thì Càng Càng sẽ được gặp khách. Càng Càng lại là Càng Càng và Saya Player. Hunter Fury được sử dụng đến từ các thành viên bên phía T1 và nó cấu được vị trí Nobody. Và thậm chí Càng Càng không nằm xuống nhưng Hào Đông nằm rồi. Double kill để cho Càng Càng. Càng Càng vẫn đang phải tự lo. Đại địa chấn vào mặt, Chi Chu bắt được cái tên bàn. Nhưng tiếp tục sẽ là giao tranh đến từ cả T1 và Edward. Nhưng đây triple kill gọi tên Càng Càng. 4 đánh 4, bàn bắt được vị trí Nobody. Chi Chu đổi 1, Saya Player lên tiếng triple kill dành cho Saya Player. Smoky đổi mạng dành cho Lulit đội bên phía đối phương nhưng đây cũng chỉ là triple kill dành cho Smoky mà thôi. Cuộc hỗn chiến ở cục đi men. Những con dao sẽ như thế nào đây? Double kill, triple kill dành cho các cái gì đây? Đang muốn phát hiện không đấy, vẫn còn đó là Dinh Linh đò đường quá nhiều info dành cho thành viên bên phía tìm thấy một chừng. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Smoky cũng như là vị trí Chi Chu đã làm hết trong thứ 2 bên 3 rồi. Bây giờ thì cả mình đó là cả mình con đến từ xa nhà và cả Càng nữa đang bố cứu đến từ xa nhà. Càng gọi với xa nhà đang trả lời rồi. Thế nào đây? Có rất nhiều tia sáng ở đây. Càng cố mạng rồi, chỗ cắn và bây giờ thì Ao Đông Hà cũng điểm cà phê. Phải đạt rồi, Càng có double kill, triple kill dành cho mình chiều Càng không có quad kill. Xa nhà player rồi, đó là thầy Hào Đông. Bây giờ thì Saya Player quả phát vừa rồi, bây giờ thì tí double kill dành cho Saya Player rồi. Tương đối lứa với tất cả các bạn học và 3 mạng dành cho Saya. Không có quan kill nhưng Smoky vừa đưa tình huống này về là 1 đánh 3. Phía bên phía T1 họ đang không tôn trọng cái cầm chân này, họ băng vào luôn, họ bắn cầm chân nhưng Smoky có cho mình mất điểm hạ gục của bạn rồi. Triple kill, quad kill dành cho Smoky. Không phải là ấy, trời ơi sao không phải là ấy. Một vòng lập của Việt Nam nó sẽ là cực kỳ bùng nổ đến từ các thành viên bên phía